preciso, velho. Chờ chuyện gì vui vui vậy. Chuyện gì vui vui á, nghe chuyện buồn, chuyện bình thường. là nãy em ghé em chơi với con chó. Rồi sao kêu đi ăn hủ tiếu mà cũng quẹo vô kia chơi với con Thì lúc em đi về là anh ảnh cơm cho vợ cho chị Út nên em không được ăn xong ké. rồi tê, rồi sao không gặp chứ sao em có trốn được đâu. Ồ nó điếm em. Điếm tay điếm đồ làm như thân thiết lắm. Chơi game mấy gì mà Cái game đang nó đang có mạng chơi thoải mái. Chứ không rồi lát hồi thì còn có 5 mạng là hết chơi được. Mà chơi hoài hoài không qua ván luôn trời. Trời, qua mạng đi trời, chơi thua hoài luôn á. Ủa nó phải lướt lướt. Nó gì ngồi nhìn em Ôi, lướt á, nhìn gì mà nhìn. Này nó thúi đất luôn, thúi đất luôn. Mới có hai phản động bị bắt đó. Nghe theo cái nhưng ông cái gì quân gì đây. bị bắt ở đâu? Việt Nam nè. Nó chuẩn bị giải đơn, truyền đơn cho anh Lê em. Nghe có ông Đàm Vĩnh Quang ở bên bên Mỹ hay đâu ấy. Gì lại đơn ở bên Mỹ hả? Không, ông đó cái ông mà kêu giải truyền đơn á là cái ông đó ở bên Mỹ, còn hai cái người bị bắt ở bên này.
hơi lạnh ăn cũng cái viêm cụ họng rồi cứ cụ đó hoài rồi rồi lại sụt sịt cái mũi. rồi. Ăn mặc thì phong phanh, ngủ đi, ngủ phong phanh kiểu đấy đi. Đắp cái mền nè. Hay quá à, trời lạnh thì lo mà ăn mặc cho đàng hoàng vào. Nóng. Nóng vô bệnh ra rồi, nóng nóng lắm. Hai sao em có hai cái vòng tay à, một của Linh một của em hả? Quay hết á. Chìa khóa xe. Con Linh nó đi rồi xe nó làm sao ship mang về trên nhà. Đợt ba mua mà. Xe em ba cũng mua luôn. Ta mua hết á. Gì mà trời ơi, ba mua mắc gì trời ơi. Sao không nói mẹ mua? Ba mua cũng như mẹ mua thôi, gì đâu. Ba mẹ mua. Còn Linh nó đi sao mang xe về chỉnh? Ủa, thì nó mang về trước đó mà. Mang về bằng cách nào? Gửi, gửi mấy thằng xe nhà xe đấy. Xe đó chắc cũng chục năm hả? Tới Chạy cũng thấy nhớt không? nhiều khi nó xe hơn cả trăm em nhẹ. Nhầm nhá, trong xe còn hơn em trong xe nữa. Nói cái gì không hiểu luôn. Trăm em còn hơn trăm xe là sao? Ý là nó hơn, nó trăm xe hơn, trăm hơn là em trăm xe của em ấy. Hèn gì cái Em xe xe của nó em leo lên rặng ra không chạy không nổi luôn. Xe của em đi đại tu là vừa. thôi, anh cho tiền mua xe mới là vừa. Xe mới xe cũ cũng đi chạy rồi xe mới. Nhà ba chị em ba chiếc Vision. Anh nói sai rồi. Bốn. Thằng em giải quyết chị. Ba mua luôn. Ba mua luôn Vision. Thằng em chạy Vision luôn. Vision là đời cũng mới hơn tí rồi tụi em. Con trai không mua sao nói tay ga chạy. Nó cũng là tay ga chứ cái gì. Ồ lộn, xe côn tay hay số Thôi thôi cho anh bớt bớt bắt đầu dùm cái đi. bắt đầu cho nó nam tính. Ủa cái xe đó là không được, là không nam tính nè. Ai đồng xe đó là Anh xe kêu là scooter, xe đó dành cho nữ. dám đâu, nó có dành cho nam nữa, nó có kiểu dành cho nam nữa. Ông ơi ông bớt giỡn Quốc tế là người đi. ta kêu sẽ là xe của xe dành cho nữ không à. Thôi thôi anh bớt tí mà em gái đi đang ở Việt Nam.
cắt lạc xong em đem về cái ba làm ăn được á, ba bán đồ được giá ba mua, thành ra ba nó sợ mất con đó. Đó em đem về mà hồi đó nó chỉ biết mình em thôi, dễ gì về xong nó không chịu ai nó, xong sau này cái nó bị vướng một cái gì á, xong mẹ em kêu giờ để im cho mẹ tháo ra, cái từ đó nó mới ấy với mẹ em á, xong rồi từ từ nó mới quen với ba em, ba mẹ em ở nhà rồi mọi người nha. Con đó là phải em về nhà em dọn về xong em cho nó đi vòng vòng nguyên nhà nó ngửi hết, nó không thấy ai ngoài em với em. Hồi đó con Linh nó ở chung với em, nó cũng ấy với con Linh. Nó đi lạc bắt em cũng chả biết nữa. Mà không ai cho, nó không chịu ai hết trơn. Khôn lắm. Rồi đợt nó đi theo em xong cái em làm ở trên viện trường, trong trường mà, trong trường nông lâm á. Trời cứ sáng em con bạn em qua chợ em với nó đi lên trên chỗ viện là tới chỗ đó cái là bắt đầu nó nhảy xuống, không bao giờ nó đi đái trong nhà nha, trong chỗ phòng trọ em ở đâu em không đi đái không ý luôn, nín nín cho đến sáng em nó bắt đầu nó thấy em mặc đồ là nó biết chuẩn bị được đi rồi, là nó bắt đầu nó cái nhảy lên cái ôm đi xong cái tới cái khúc chỗ đám cỏ ngay chỗ gần chỗ viện á, chỗ cái viện em làm á, là bắt đầu nó búng xuống nó đi vệ sinh, nó đi ấy, em quăng xuống cho nó đi đã đời, cái hồi nó chạy theo em, nó chạy theo em đi lên trên chỗ làm, cái hồi lá hồn nó mắc đã mắc ý là tự nó đi hết, nó tự chạy xuống nó đi xong cái hồi nó chạy lên là trưa em cho nó ăn, em mua cơm rồi em chia cho nó ăn, cái tối là 5 giờ nó cứ canh đúng 5 giờ là nó sẽ ngồi nó đợi em về, nhiều khi nó mắc đá mắc ỉ nó tự đi lên đi xuống cầu thang vậy á, chờ riết mà hả mấy thầy cô biết hết luôn mà đâu ai nói gì đâu, em còn ấy nó chứ hồi sau hết mấy thầy cô kêu sao không không, không cột nó lại, em mới nói con này mà cột lại là nó bị bắt liền, con này thà đừng cột cột là nó sẽ bị bắt, tại vì nó không không cột lại không ai bắt được nó chứ, tại nó đâu chịu ai đâu, nó chỉ đi đúng với nó chỉ biết ấy mình em thôi. Xong ở trên viện nha mấy đứa kia dụ nó, mấy đứa sinh viên đồ á dụ nó cho nó đồ ăn, xong cái lúc đầu cho nó đồ ăn thì nó ăn xong cái sợ nó không cho nữa, nó sủa chơi vậy á, cũng mẹ mẹ đâu chịu cho sợ đâu. Đúng 5 giờ cái bữa hả, có bữa mắc cười lắm, nó biết cái phòng đó, xong cái nó đi nó tới đúng 5 giờ nó thấy em chưa ra, xong bắt đầu nó tới cái cửa phòng đó đúng không, cửa phòng em đang hé hé đúng không, mấy đứa kia nó thấy nó kêu chứ chị Xính con chị nó kiếm kìa, rồi nó ngó vô nó nhìn nha coi em về chưa, ghê lắm. Xong em nhìn ra em thấy mắc cười rồi, xong có bữa em đi qua bên cái chỗ kia, tại viện em bên chỗ em là có hai cái viện, hai cái tòa nhà cũng là viện luôn, viện ấy luôn, cái em đi qua em kiếm cô Trang, kiếm cô Trang cái là nó biết phòng đó nó đi theo luôn, mà nó đi theo anh nó cứ đi theo em vậy á, xong cái hồi lá hồi em đi đâu mất tiêu, nó chắc nó đi đâu á, xong nó hồi nó tưởng em chắc nó đi vệ sinh nên đi đâu á, cái em đi qua lại cái bên bên kia rồi nó đâu có biết, nó không có biết cái hồi nó cứ đi, nó đi nó nằm ở chỗ cái viện bên này, nó cứ tới phòng của Trang nó không thấy em, cái hồi nó lại tới nó đi tới đi luôn để nó kiếm em, cái ông bạn em Thu đó nó thấy xong nó kêu 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 mà cũng không được, xong nó nằm nó đợi rồi nó làm ủ quá nó không biết về bên kia đâu, cũng kinh khủng đâu chịu ai đâu, em về em phải đi về chung với nó, thì lúc đó nó mang bầu á, đi theo trai mang bầu em tự mất nó rồi đó. Xong rồi xong mấy đứa kia nó thấy con chó nó đi đi ngoài đường á, xong nó kêu vợ em thấy con Lu con chị nó đi theo trai kìa, là em biết nó tới cái chỗ nhà ông chú, thật ra là cái chỗ gọi là cái chỗ ông chú bảo vệ đó là cái nhà tạm dựng tạm thôi để mấy chú canh gác cái chỗ trong ấy trong trường á, cái em mới xuống em mới hỏi chú ơi có con chó, xong thấy nó nằm đó luôn, chú ơi cho cháu xin lại con chó là bữa giờ nó đi mà cháu tưởng mất nó đi theo nó qua con, xong chú kêu nó đi theo cái con chó này nè, là ông chú cũng có một con chó màu đen cái nó đi theo, xong rồi em biết rồi thằng con này mang bầu rồi,
xin mình nuôi, em kêu nó không theo được đâu, nó không theo ai đâu, mấy thằng con có xin đẹp được không mới lạ, nó có chịu theo về không mới là một vấn đề nữa. Tại lúc em đưa nó về xong bắt đầu em cắt lông nó, cắt lông cho nó mọc lại rồi kia nhìn đẹp lắm. Nhà kêu kể chuyện gì ngủ. Rồi tiếp đi. Còn gửi tiếp đi. Hết rồi. Gửi đi mà. Thôi anh kể chuyện nhanh đi. Gửi đi. Không. Kể đi. Kể đi mà. Lúc đó em có xe rồi mà. Tao kêu ba mua xe rồi lúc đó chó. Làm gì em đã có xe? Cái xe em Lúc đó em làm, chạy, cái xe lúc đó em em làm chạy trong cũng phải trường. 5 7 năm mà ít. Dễ lắm. Ở 2016 em ra, hai đầu cuối 2015 em ra trường, đầu 2016 là em làm trong viện, sau em đi học lên thạc sĩ đến 2017 18 gì em mới, con đó mới đi theo em. Là lúc đó em vẫn còn làm trong viện à, là cho em ở trọ gần trong viện mà, em đi bộ còn lên tới đó chứ đừng nói. Trời. Thời đó làm gì sướng như mấy đứa này là đòi là có đâu. Cái khoảng thời gian mà ba em mua xe rồi, cái lúc mà con chó đem về xong rồi nó chịu, người ta nói cho tới nhà rồi may mắn rồi hay gì đi, xong cái thành ra ba bán buôn ba có giá, ba có giá xong ba mới mua. Em chạy dữ quá, chạy muốn banh luôn chiếc xe luôn. Ở đó cũng dữ lắm, dữ xe lắm, mà do để mấy cái thằng, xong cuối cùng hồi sau em đi làm mấy cái chỗ mà mấy cái tòa nhà đó, xong rồi cái quần còn cái thôi sao thẳng ra đây không thắng alo thắng rồi người cái mấy thằng nó cứ đợi đợi, mấy thằng bảo vệ nó cứ dắt xe xong rồi nó ca 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 xe nếu thế kia suy suốt hết bị ấy hết. Đợt mà em học xong thạc sĩ cái ba em cơ học lên tiến sĩ đi, em kêu thôi khỏi nó đi thì ba cho tiền học còn tiền làm đề tài rồi này kia là em bỏ, cô Trang hỗ trợ một phần. Cái nào đi làm có tiền làm bỏ được, cái nào là bỏ để ba đỡ bỏ tiền nên em mới nói học đây nó tốn tiền của em, mấy cái ông anh học nữa chứ học nữa là ba cho tiền học à. Hồi đó hồi xưa ba không được cho tiền học, thành ra bây giờ cứ học được là ba cho, ba muốn tiếc.
tuần vậy, bữa mới thấy kêu dịch đồ xong hai tuần rồi sao? đóng đồ Bữa thấy kêu dịch đồ đồ xong cái cuối cùng là không dịch luôn hả? trước nữa rồi. Giường mà nó kêu dữ vậy, giường hay mà nó kêu dữ. Có làm cái đầu kêu trời, cái này nó có mẹ tấm nệm mà kêu cái gì Kêu đó nghe tiếng cái hoài kêu đó gì nữa nãy hả? không, nãy mồi nó cái bù 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 cái gì đấy. Mẹ tấm nệm bực bực gì không có tao tạo miếng đặt mình luôn á. Kêu kêu là sao ta?
sáng sớm được nắng nhẹ một miếng. Tiếc gì trời. Tối qua anh ăn hết nguyên một trái bầu luôn á. Ăn hết nguyên một trái bầu bự không? Đây nè, mua hai trái ăn hết một trái còn một trái nha. Trời đất ơi có nhiêu đó hè. Trái bầu ăn nhúm cơm nữa. No. No tới giờ luôn. Nấu em cũng nấu hết trái bầu nữa chứ đừng nói. Nấu anh mặn hết trái. 200g thịt nữa bà. Không, em không ăn thịt. Một trái bầu còn 200g thịt nữa. Có thịt nữa là sao? Sao?
Tủ lạnh em mua 2.000 đá về bỏ vô đó, mua thùng xốp nhỏ nhỏ nữa. Qua đi chợ mua được là 3 lốc trứng organic 5,5 đồng lóc. Vậy nè, ông anh chứ người ta ăn tầm ăn mấy cái trứng thôi, ông ăn tầm ăn mấy trứng vậy? Bữa vô có ăn trứng đâu. Đó là cũ rồi bà. Bây giờ nó kêu ăn trứng là bình thường. Mấy người khoa học nó bữa nào ra này, bữa kia nó ra cái kia. Thấy mặt. Hồi đi phụ với ba ở trong rẫy ăn trứng gà, mà trứng gà thả giường ăn nó ngon. Chiên nó thơm. Bây giờ đi mua mấy cái trứng này ăn không có em nghe mùi hết trơn. Nấu sôi đậu phộng ăn. Cho mới lắc đầu ngoại ngoại vậy bà. Còn bịch đậu phộng, đậu xanh, nấu sôi đậu phộng, đậu xanh ăn với muối mè. Bà ăn xôi sáng mà mới ăn, bây giờ mình nói với bà bắt đầu ngán hay gì? Đâu có hạo sôi đâu, ngày qua không biết ăn gì mô đại hết. Từ hồi lúc em đi, em nhớ thời mà em đi học, em đi học đại học xong về mẹ em biết em không thích ăn xôi, à đâu có đời nào mẹ em nấu xôi đâu, mà mấy đứa kia nó thích ăn xôi. Sao mẹ em hỏi ăn xôi không? Em không. Mấy đứa kia kêu ủa tự nhiên bảo không ăn xôi là không nấu cho người ta ăn luôn. Mà xôi gì mẹ em nấu xôi gì. Em biết không? Bà hay quá. Không biết là sao không thích ăn. Cho dù xôi gì em cũng biết ăn. Ở nhà ít ai nấu xôi lắm. Tại nấu xôi ăn nó lâu. Ai đâu mà nấu xôi ăn. Có nấu, mẹ hay nấu lắm, lâu lâu mẹ nấu Xôi đấy. mặn hay xôi ngọt? Không biết. Không biết. Nghe mùi biết xôi ngọt rồi. Xôi mặn nấu ăn ngon mà. Hồi anh lúc anh mới qua đây nè, ở ké nha anh chị kia, anh chị kia trời ơi. Đúng chỗ ai qua đâu có đồ ăn Việt Nam đâu mà bà nấu được tô xôi mặn bà đưa, trời ơi, má nhìn rưng rưng nước mắt luôn. Ăn nó ngon. Ngon lắm. Ở đó tới 4 tháng rồi. Đồ ăn Việt Nam đâu có nhiều đâu. Trời, bữa qua bữa nấu miếng xôi mà có một miếng lòng heo, rồi tôm, tôm khô, tương ớt, rồi hành phi nữa. Trời ơi, nó ngon, 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 ngon.
nhất nhất. Lúc mới qua đây anh ăn đồ ăn Mỹ nguyên cả một tháng trời luôn, tới lúc mà được sổ lòng đi ăn teriyaki hả, cơm gà rồi, trời má ơi, ăn ăn ngấu nghiến, ăn như được sống lại. Nói gì ăn ăn Việt Nam mà ăn quen rồi mà đi qua Mỹ mà ăn đồ Mỹ quá, ăn một Mỹ ăn được một hai lần hai ba bữa thôi chứ còn ăn miết rồi thôi, ăn không nổi luôn. Đồ ăn Mỹ nó ngán thì mẹ, ăn cái quần què, cái bánh mì rồi cái gì xúc xích trứng rồi bacon Mỹ, đồ đông lạnh Việt Nam đồ nóng tươi hôi hổi ăn ngon. Đổi thiêu thành đồ đặt thành đồ tươi thôi mình căng. Nói bà giờ ở bên bờ hay ở bên bờ Tây này nó còn thoải mái, ở trong ở giữa miền Trung Tây làm đất gì, đi chợ mỗi lần đi chợ đi 2 3 tiếng đồng hồ. Hồi ông nội kia ông mua được con, ông đi chợ ké của ông kia ông mua được cây, một cây chả 5 đồng mấy, ông mua về anh lén, anh cắt lén của ông mới ăn, trời nó ngon. Để trong tủ lạnh đó, lén lẻo một miếng mỏng. Người ta cho đàng hoàng mà cắt lén là Giò sao? thủ, giò thủ cho mới trả nữa. Không xin người ta đàng hoàng mà đi cắt lén hay không? Bữa đó khuya rồi, bữa đó là như 12 giờ 1 giờ rồi, ngủ hết trơn rồi. Mở tủ lạnh kiếm gì ăn. Giờ mới đập cửa. Máy tính là mấy năm, ấy tính ra là 8 hả, 8 nè, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6 năm rồi đó kìa, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 6 năm rồi, mới đó mà 6 năm rồi đó. Mùa này là 2018 là học xong rồi đi đi xin việc, cái được anh được cái công công ty kia nó mua vé bay cho bay qua bên Detroit, bay chắc cũng phải 500 600 cây số gì đó bay qua, hay là anh nhờ ông kia, chở ra sân bay, tại vì nó cho tiền xăng mà, nó cho tiền xăng 100 đồng hay là 200 đồng gì đó, nhờ ông chở đi. Đãi ăn, ổng ăn cái bi cái gì burger vui, đi phỏng vấn được mua vé bay khứ hồi, được ở khách sạn đêm, ở khách sạn đêm đâu ngủ được ngon lắm nhất vậy đâu, 12 giờ ngủ sáng 4 5 giờ dậy để đi phỏng vấn. Lần đầu tiên đi phô trải nghiệm đi phỏng vấn on-site. Đúng là lần đó là phỏng vấn đậu á. Mà cái thấy xa xôi quá cái thôi. Mệt. Vô nguyên phòng đâu đó, tất cả
cả chục thằng phỏng vấn, nó trình bày này kia, xong nó đưa cho mỗi thằng một đề, xong rồi ngồi giải, làm làm toán xong gì ghê. không làm lập trình mà nó đưa cho mình như là 45 phút hay là 1 tiếng gì đó, thì viết cái phần mềm đó thôi, nói vậy thôi, viết cái phần mềm mới xong rồi thuyết trình. Vui mà. Thôi được mấy thằng, ba thằng Ethiopia nó đãi ăn cái món của nó. Vô nhà hàng Ethiopia nó không biết nó rửa tay hồi nào, nó thấy nó bốc, anh thấy nó bốc ăn nó bốc ăn ầm ầm ầm, anh ăn cái trời sao cái này ăn không có ngon hết trơn, ăn cái gì mà sốt bò, bò sốt đậu cái gì đó, ăn với cái bánh gì đó, chapati bánh gì đó. Mình ăn thấy có ngon lành gì đâu, nó khen như đúng rồi, mà Việt Nam mình ăn gia vị nhiều quen, gia vị mấy cái nước châu Phi nó cái mùi nó kỳ kỳ thôi. Đặc biệt là mấy cái nước Ấn Độ nó, trời bữa đi qua lấy cái laptop bà giận, qua lấy cái laptop hẹn bà HR, bà HR là kêu là gì ta, tự nhiên quên tên rồi, nhân sự, hẹn mới qua bên công phòng, bên công ty lấy cái máy laptop, có mình bả trong phòng, mở cửa ra trời má cái mùi cà ri nó nồng. Có thể Bán gì đâu mày ơi. hả, có nghĩa là bả ăn, người người Ấn Độ người ta ăn cà ri nhiều quá, cái tiếng mồ hôi của người ta có cái mùi đó luôn á. Trời ơi, anh đi ở ngoài đường anh mở cửa ra, tại bà ngồi đó mà, u mẹ ơi cái mùi nó nồng sợ thiệt chứ. Ấn Độ thì Có một người vậy à, có mình bả à, trời mà bánh nó nồng nó ngợp luôn, phải ngồi một hồi nhớ mới 2 phút bắt đầu mình mới hòa quyện. Mà không phải anh bà anh thấy mấy người thôi, không phải một hai người đâu, đa số là Ấn Độ nó như vậy á, người ta ăn cà ri nhiều quen rồi, cái mùi cà ri nó nằm trong cái tuyết mồ hôi của người ta luôn á, mùi gia vị nên người ta quen cái mùi luôn. Nó kêu mình châu Á mà ăn nhiều gia vị, mấy Ấn Độ mấy Nam Á nó còn ghê hơn nữa. Đó là chưa kể mấy châu Phi nha. Trời ơi, mấy anh châu Phi đó thôi má khỏi nói luôn. Đợt ở trong trường có ông nội, nó cao to, nó phải cao chắc phải 2 mét mấy, to. Mỗi lần mà nó đi tập thể dục nó đi ngang cái chỗ đó, trời má giống như đàn áp đi, nó đi ngang một cái mùi nó, trời ơi. Giống như là nó cả tuần rồi nó chưa tắm á, nhưng mà hỏi nó kêu ngày nào nó cũng tắm nha, mà nếu mà nhìn từ xa nó là đen thôi hả, Nhìn hỏi người ta vô duyên vậy không? không ý là đi tập thể dục này kia hỏi, chứ không phải là tự nhiên vô duyên vô cớ hỏi, hiểu không, ý là hỏi ê này hôm nay có tắm ở đây luôn không hay là về hay là kêu vậy á. Nhưng mà nhìn bình bình bề ngoài nó rất là sạch sẽ tươm tất, nhưng mà chỉ cần nó đi tập thể dục thôi nó đổ mồ hôi ra, cái tiếng mồ hôi nó cũng nặng mùi kinh khủng, nó giống như kiểu như mà mình nó cả một cả tuần mình chưa tắm nha. Trời ơi, mà nó đi học thì không sao, nó đi học là nó sạch sẽ thơm tho, chỉ còn nó đi tập thể dục thôi, ù mẹ ơi ác cảm với thằng đó luôn. Giống người đó người ta có tiếng mồ hôi, người ta nó nặng mùi.
Vậy sao mở đèn cái tắt đèn chi? Nãy đi ăn không vậy, đi ăn xong mấy ông kia ông đi đâu nữa? Ông chắc đi làm về, mấy ông đi làm về, em nán ăn gần không rồi. Tự nhiên vô cái bàn ở trên trống thì không ngồi đâu. Tôi ngồi thuốc bàn sát bên em. Ông ngồi ơi, ngồi ngay cái đầu chó. Em chuồn luôn. Chuồn luôn à, chị tính tiền à, khỏi thối à, tính tiền khỏi thối chị ơi, à, bỏ chạy hả? Là đứng lên đi không đầu ấy thôi thì đâu có mùi nữa đâu, mấy đứa cái khúc em đang ngồi ăn tự nhiên nó có mùi nữa, nó khó chịu. Ám ảnh luôn hả? Tính rồi châu Á là đỡ mùi đó, châu Á mà mùi là do là biển tắm thôi, mấy nước khác nó ăn cái đồ ăn nó nặng mùi đó, nó mới nặng mùi hơn. Làm gì ăn rồi. Mấy tuần liên tục rồi mà hôm nay ngày đầu tiên sáng dậy mà không có thấy có tin nhắn nào từ công ty. Có nghĩa là hôm qua tụi nó không làm gì hết.
tối á. Tới 6 giờ luôn, tối ngủ gì nữa trời.
Chơi kể rồi đấy, Kể chơi thôi chồng em kể. đây, kể thôi em đây. Kể sao líu lo rồi chứ.
cái iPad, Ai bán được pin rồi. ôm cục sạc nữa. Rồi. Quan trọng. Nó xài mà tới hết pin luôn là biết rồi. Cái ôm càng ngủ mà chồng đâu mà ôm.